Hiền Tiên Vlog xin kính chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên nha. Bây giờ là cũng hơn 5 giờ mà khán giả đang đến rất là đông nha cô chú anh chị. Có. Nhưng mà mời khuất cho cậu. Dạ. Buổi chiều nha cô chú anh chị, rất là đông khán giả đến viếng luôn. Quá đông luôn. Đi vòng, chồng nói chồng đi mà sao chồng lại đứng đây với em. À, hôm nay là ngày 127 của cậu. Ừ, 127 luôn. Xác luôn nha. Sao anh biết? À, tại vì khán giả bình luận cho anh á, biết. Đó, heo. Rất là cảm biết ơn bà con cô bác luôn đã giúp cho 15 mét cập nhật cái khung giờ chính xác nhất. Sáng nay thì 15 mét là con có nhớ là ngày 125 hay là ngày 126. Ừ. Đó thì khán giả mới bình luận cho 15 mét biết là hôm nay là một ngày thứ 127 nha, tức là 4 tháng 7 ngày. À, để coi bây giờ mấy giờ ta? Bây giờ là 5 giờ chiều đúng không? 5 giờ chiều tức là 5 giờ 11 phút. Bây giờ mình nói lại. Ừ. Hôm nay là ngày 4 tháng của cậu nè, 4 tháng 7 ngày 17 giờ 11 phút. Ở chính xác từng giây từng phút luôn. Giây là bao nhiêu giây? Giây thì 26, 27 giây rồi đó. Còn nhiêu giây nữa? 28 giây nữa. 29 giây, nói chung là cập nhật giây liên tục luôn. Đó, Bạc Liêu. Khán giả chiều đông mình nghĩ là sẽ hết rồi anh ha. Không ngờ rất là đông luôn nha cô chú anh chị. Cái mây đang đốt ngay trước khi về. Đúng rồi. Tức là hôm nay là ngày 27 của cậu. Là 4 tháng 7 ngày luôn. 7 giờ. Một chị gái đang ngồi với mồ cậu này cô chú anh chị. Hello. Chị có đây là lần đầu tiên mình đến đây hay sao? Chú con gái Bạc Liêu nè. Thì tôi muốn chia sẻ về cái biết hát không? Còn em là muốn cái lần này thì đến là lần đầu tiên đúng vậy, mình chắc cô hẳn sẽ có nhiều cái cảm xúc á. Thì cái lần đầu tiên mà mình biết đến chú á, vào cái thời điểm nào vậy? Lúc đó còn nhỏ lắm. Yeah. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi mà. Cậu nói với cô Minh Huệ là vậy mà mình có gặp bao giờ ở ngoài chưa? Ngày xưa từng hát khoảng đó, bây giờ là nhà nàng. Thì hôm nay là bao nhiêu tuổi mà chưa gặp chú? Đây. 7 hả? Em 36 mà em gặp chú rồi đó. Còn hùng chú nữa. Anh đi con cũng được. Ở ngoài ha, dắt nào? Ở ngoài. Ở ngoài luôn. Ở ngoài. Mà ở khu vực. Lúc đó anh bao nhiêu tuổi anh? Có anh tầm hơn mười mấy tuổi.
10 tuổi, mười mấy tuổi. Lúc đó anh nhớ anh cũng liều, đi lên trên hung chú được lại rung lắm, thiệt tử luôn á. Lên trở nên làm như sướng lắm, về khoe quá trời luôn. Có đem lọc về không? Là có lọc gì đâu. Lọc phán, tại vì cậu xích phán anh không, phải xích phán. Đúng không? Thì nghệ sĩ mà ai mà không thời đó là đánh phán lắm. Đúng rồi, phải trang điểm lên sân khấu mà. Dạ. Thì hôm nay chị cũng cảm ơn đây nè. Hôm nay chị đến đây viếng mộ của chú, thấy mộ của chú như thế nào chị? Có thể là chia sẻ được không? Thì chị ơi, có thật sự bữa nay là mấy em mới có dám hỏi chị ha. Theo như chị là một người khán giả công tâm, thì có nhiều khán giả cũng nói là tụi em á ở đây bám mơ mộng chú cũng có ý xấu, nhưng mà khi mà chị đến đây á thì chị thì nhìn một cái cách công tâm thì có thể chia sẻ cho bà con khán giả biết được cái hình ảnh của tụi em ở lao mộ như làm ở đây cho mộ dọn dẹp của chú này cho nó sạch đẹp á, thì cảm thấy những cái điều đó là như thế nào vậy? Đây là chú Thanh Điền. Nó nhảy về với cậu vậy là rất là tốt luôn á, tại vì yêu mến cậu bên mấy chăm sóc cho cậu ở đây đi. Cũng nhiều người vắng, cũng là ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cũng đâu có ai quý mến mình đến nỗi mà cậu đã qua mấy tháng rồi mà mấy anh cũng vẫn ở đây lo chăm sóc nhiều. Hôm nay là ngày sạch sẽ luôn. 127 đúng rồi. Hôm nay là ngày thức trang bay của cậu á. Mà nhiều khi có một số, như mình nói là một số thôi. Khán giả là nói mấy anh em kiểu như cố tình ở đây để quay mẫu của chú á, để là kiếm cái lợi nhuận riêng, không tiêu không đúng không? À, mà hình như là Duy Minh nói là theo như chị nhận định cái điều đó có đúng không chị? Ốc tiêu một tháng đương nhiên đó ốc tiêu. Theo như cảm nghiệm của chị chưa? Không có lãnh gì luôn hả? Sát được ở đây nè. Thấy như thế nào? Có. Cái cô chú anh chị thấy ha, thì không phải là các anh em nào cũng có doanh thu đâu, có rất là nhiều các anh em đi tại đây quan tâm tới cậu ngày hôm nay. Như là mình thấy cái điều của mấy anh em ở đây là dọn dẹp ra mẫu suốt mỗi ngày, cái điều đó là điều tốt hay là điều xấu của bạn? Thì nói thẳng tâm nha, chứ không phải là không, có em ở đây. Không, nói xạo gì để lấy lòng là để anh với chị thương yêu gì. Dạ. Chị là em rất là quý rất là mừng cho cậu vào cái đơn em với chị ở đây. Tại vì một thời giờ gian vừa qua là lúc trước là Duy Minh làm nhiều lắm. Nhưng mà một thời gian sau này là Duy Minh rất là ít làm, cũng như là ngại luôn á. Nhiều khi gặp số anh chị nói gì á, bình luận hoặc là những cái bình luận như vậy á là Duy Minh không dám làm, ngại. Hôm nay cũng mới hoạt động lại. Sao lại đi ngại? Mình phải hiểu đường. Nó có hai luồng khán giả, những cô chú sự yêu quý con năm á thì là mình quay những hình ảnh lên á, những cô chú rất là yêu quý hết nha. Còn những người mà họ không thích á, những người không thích ca lương, dùng những người không thích ca lương, ghét ca lương đó, thì họ có suy nghĩ khác, họ nói mình với một ý đồ khác. Đó, có hai đường khán giả. Ý là cũng như là khi mà thương á, thì cái ấu cũng tròn ha, còn mà ghét á, thì trái bộ hòn á, sao anh? Cũng đánh, cũng méo đúng rồi, nó méo. Bộ hòn nó méo. Nhưng mà đa số là ba đô. Chào nhất nhưng mà các cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Ốc tiêu là một trong những youtuber có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bệnh ốc tiêu là cũng tâm quỹ chút bại liền nó hỏi chia sẻ, ốc tiêu cũng cố gắng để đến ghi hình chia sẻ cho bà con cô bác cũng vì cái theo như mình chạy nữa là mấy anh em mình muốn mong muốn rằng có thể là sẽ có thể đến đây mình buổi chiều ở mộ của cậu nha cô chú anh chị. Chồng ơi, em nè gà mái nuôi con nè chồng, mẹ già nè, cha già nè, một ngày chưa được một đô đó. Mà anh không quan tâm em. Anh quan tâm ốc tiêu. Không, anh lấy điển hình thôi, tại vì bây giờ lẽ giờ anh nói em là cái kìa đó, anh thấy không, ốc tiêu hiền đó đó cô chú anh chị thấy không? Ốc tiêu hiền lắm, chống lạnh lên liền. Thôi
Rồi, cái video của Hiền Tiên kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha.